Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện Sao Tử Vi Đóng Cung Mệnh của tác giả Nguyễn Trọng Quỳnh đăng trên trang nhóm Facebook Người Kể Chuyện Đời ngày 25 tháng 5 năm 2021. Mở cuốn sách cũ, các trang gần như dính vào nhau, giấy ố vàng mùn hết ở các mép, các góc trang. Nhíu mày trợn mắt, có lúc phải lấy cái kính lão của bố soi phóng chữ to lên để đọc. Loay hoay kẻ bảng lập cung an sao. Cuối cùng tôi cũng có cái bảng tử vi của mình trong tay. Nhìn cung mệnh thấy sao tử vi đóng chính cung vượng địa, sao chủ mệnh là cự môn, sao chủ thân là thiên tướng. Sách tử vi đầu số của Hy Di Trần Đoàn luận: sao tử vi đóng chính cung mệnh chủ về người có tính cách trung hậu, hào sảng hay giao du đi chơi, di chuyển bất định, chí khí cao ngạo, tính tình ngoan cường, bên ngoài cứng rắn, bên trong yếu mềm. Nhân đắc tử vi tinh nhập cung mệnh có lòng tự trọng, tự ái cao độ, có tâm địa lương thiện, lòng nhân hậu, hay lo cho người khác, có khí chất tôn quý, có tính kiêu ngạo, thích phân minh rõ ràng. Người này có tinh thần trách nhiệm nhưng thích hư vinh, ưa thể diện, tự tin lại hiếu thắng, đôi lúc tâm địa khá hẹp hòi, thích chiếm hữu, đa nghi. Ham học, thích học rộng, có khả năng lãnh đạo. Toàn những điều tốt, chỉ có vài điểm yếu lưu tâm sẽ khắc phục được. Đêm trực bệnh viện dã chiến. Đúng ra thì chủ nhiệm khoa không phải trực mà chỉ việc phân công đội ngũ y sinh đảm nhiệm. Nhưng vì anh em lần lượt nghỉ phép về nước nên tôi thường xuyên tham gia để giãn cách lịch trực, giữ sức khỏe cho đồng đội. Kiếp trực có 3 người, một bác sĩ hoặc y sĩ và 2 y tá. Vào mùa mưa, mùa sốt rét, kiếp trực tối mắt tối mũi mà cấp cứu, mà xử lý. Sao? Cho ư lệnh xong thì bác sĩ cũng phải cùng y tá tiêm truyền cho bệnh nhân uống thuốc. Nửa đêm công việc vãn, cho một y tá, cậu xính, ngủ ca trước để 3 giờ sáng dậy thức trực. Cậu quỳ, y tá hành chính thức trực ca đầu. Tôi thì được ngủ, nếu bệnh nhân có diễn biến đột xuất, anh em sẽ gọi dậy xử lý. Vốn tính hay lo lại khó ngủ, nên tôi ngồi lại phòng trực cùng cậu em. Anh yếu sức mà phải thức thì mệt, mai bọn em được nghỉ bù anh vẫn phải làm việc, hay anh ngồi trực thay em một tí, em về kiếm cái gì ăn cho lại sức. Em bảo thằng tụ ra trực thay em nhé. Kiếm cái gì được bây giờ, trong kho chỉ còn toàn mắm với cá khô. Em về gọi mấy thằng bố bản ra cò nòi. Em về gọi mấy thằng bố bản ra cò nòi, thể nào cũng kiếm được, anh yên tâm. Ừ, gọi bọn đó thì chắc là có cái ăn đấy, nhưng mà không được bắt trộm gà vịt của dân đấy. Vâng, quân của anh mặt mũi nào mà đi ăn cắp. Thằng Quỳ nhăn nhở, cái bộ răng cửa của nó lúc nào cũng như cười. Nó bảo khi ra quân việc đầu tiên là phải lấy vợ ngay để có người đi viếng đám ma thay. Đến nhà có đám, người ta thì khóc lóc, nó thì nhe răng như cười suốt buổi, dễ ăn đòn như chơi. Chả bị đánh thì người ta cũng chửi bố cho mà nghe. Tự nó nói tếu chứ ai mà lại như thế, chả có ai hoàn hảo. Lính trẻ hay trêu người, tự giễu mình, chả ai tự ái cả. Đội ngũ y tá của tôi một nửa là người Kinh, một nửa là người dân tộc Thái Tây Bắc. Anh em hay vui mồm gọi là bố bản. Sống ở Lào mà có các bạn này thì yên tâm. Ngôn ngữ Lào Thái chung nhau đến 70% từ vựng. Phong tục tập quán cũng có nhiều điểm chung. Đi vào dân với các bố bản là vững dạ, chả như đi với con Kinh chúng tôi, gặp dân ú ớ khô chân múa tay, nói đủ mấy câu: xạ bay đi, xin chào, Việt Lào Samakhi, Việt Lào hữu nghị, khọc chay, cảm ơn, la con, tạm biệt, rồi ai đường nấy đi. Nói thêm một chút là vì lính dưới xuôi trêu lính Hờ Mông là con mèo, nên được lính miền ngược gọi lại là con Kinh.
Trời tang tảng sáng, bệnh nhân vẫn ngủ yên. Tôi ngồi hướng dẫn thêm cho thằng Xính cách lấy ven mà không cần dây thắt tĩnh mạch. Thằng Quỳ bước vào phòng trực, mặt bạc phếch, tóc tai bù xù, cái miệng vẫn cười cười. Anh về rửa mặt mũi rồi ăn sáng. Thằng Xính với thằng Tụ về ăn sau nhé. Sao đi mất luôn cả đêm thế? Khổ thân, không kiếm được thì thôi. Kiếm được ngay, nhưng phải làm món, giờ mới xong. Anh về thì sẽ biết. Về đến đầu doanh trại đã thấy mùi thơm sực nức. Mấy cậu lính vẻ mặt kỳ bí đang đứng ở cửa bếp, cầm tàu lá chuối to hơn cả người, ra sức quạt quạt vào trong. Làm cái gì thế? Khẽ 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 cái mồm thôi, thôi chủ nhiệm. Thằng Quân ngọng mồm oang oang như loa, còn nhắc nhở tôi nói nhỏ. Nhưng mà làm sao lại quạt thế kia? Bọn em quạt cho mùi không bay lên nhà ban chỉ huy. Tôi đã ngửi thấy mùi thịt chó bốc ra từ bếp. Khoa tôi đóng sát với nhà ban chỉ huy bệnh viện, chỉ cách cái vườn chuối nhỏ. Sao lấy đâu ra chó mà thịt sớm thế? Không phải chó đâu chủ nhiệm, thịt cầy đấy. Khổ thân mấy thằng đi săn cả đêm, cũng may vớ được con cầy. Gọi anh em dậy sớm ăn luôn cho nóng, để phần cẩn thận cho thằng Xính thằng Tụ về ăn sau. Nhưng mà cũng để dành biếu ban chỉ huy một đĩa, thơm thế giấu sao được. Nhất là thằng Toán liên lạc của thủ trưởng, mình ăn chuối nó còn biết. Tuân lệnh. Thức cả đêm, sáng sớm ngày ra tiết trời mát mẻ, thịt cầy thơm ngon. Được cái lính nhà ta món ăn nào cũng giỏi chế biến. Ai đã từng được ăn trong hoàn cảnh như vậy bao giờ chưa nhỉ? Con cầy này to thế mà dai quá, anh chưa được ăn thịt cầy bao giờ. Vâng, con cầy này già rồi, ngon không chủ nhiệm? Ngon thật, thịt cầy ngọt thật đấy. Chủ nhiệm ăn cái đuôi này. Con này là cầy được có hai đuôi à? Tao ăn cái đuôi dài thôi, còn cái đuôi ngắn kia mày ăn cho đỡ nói lắp. Đuôi ấy chữa nghiến răng chứ, chữa cả nói lắp. Mày ăn thêm cái lưỡi cầy nữa là khỏi hết. Được bữa thịt cầy tươi ngon, cộng thêm mệt mỏi thức trắng đêm, sau giao ban khoa tôi về phòng riêng đánh một giấc, bỏ qua bữa trưa. Buổi chiều thức dậy nhìn quanh, khoa phòng vắng tanh. Đến giờ tăng gia rồi, mấy anh em xuống vườn tưới rau, mình cũng xuống làm cho vui, khỏe người. Trời còn nắng chiếu xiên khóm chuối, tôi với tay lấy cái mũ cối trên nóc tủ, tay khua vào khoảng không. Chắc cu cậu nào lại mượn mũ của thủ trưởng cho oai rồi. Chiếc mũ này là quân trang còn lại sau 1975. Nghe nói đạn bắn chết chỉ trượt đi chứ không thủng mũ. Một người nặng 5-60 cân đứng lên, mũ không bẹp chỉ lún đất. Các sĩ quan từ đại úy trở lên được cấp mỗi người một cái. Tôi không được hưởng tiêu chuẩn này, nhưng cũng cố đổi trác lấy một cái làm kỷ niệm. Phải mất mấy cân mì chính Ajinomoto, mấy đôi dép tông gan gà mới có được. Đứa nào đội mũ của tao? Muốn làm chủ nhiệm khoa hả? Đứng ở cửa vườn tôi quát to. Thằng Quỳ đưa tay chỉ thằng Quân, thằng Quân đưa tay chỉ thằng Lóng, thằng này đưa tay chỉ thằng khác, cứ thế loanh quanh chỉ lòng vòng. Chẳng thấy thằng nào đội mũ cả. Tôi vào vườn xem xét các luống rau. Cả lũ vứt cuốc xẻng thùng tới xuống đất, chân lùi dần ra phía con suối. Tìm khắp vườn rau không thấy mũ giấu ở đâu, tôi lại gần thằng Quỳ. Miệng nó vẫn cười như thường lệ, nhưng cặp mắt có vẻ gian gian. Thằng này co cẳng phóng ra bờ suối. Tôm! 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 Cả bọn xô nhau nhảy xuống suối. Tôi đứng trên bờ hét. Thằng nào ném mũ của tao xuống suối khôn hồn mò lên ngay. Thằng Quân bơi giật lùi ra giữa suối, bắc loa tay phồng má gào lên. Mọi người ăn mũ cối của anh rồi, sáng nay anh cũng ăn rồi. Cái gì? Đứa nào ăn cái gì? Thằng Quân đã tới bờ suối bên kia, nó ngồi bệt lên tảng đá, bắc loa tay gào tiếp sang bờ bên này. Anh Quỳ lấy mũ cối ra bản đổi con chó, thịt cả nhà mình ăn sáng rồi, trưa nay anh không dậy mọi người ăn nốt kẻo hỏng mất. Ồ, rừng xanh núi thẳm quay cuồng, bọn này,
Bọn này dám lừa mình, bọn này sẽ chết với mình. Ô nhưng mà mình không được trả thù bọn nó. Làm vậy là mình có tâm địa khá hẹp hòi, thích chiếm hữu. Phải tỏ ra tính cách trung hậu, hào sảng, có tâm địa lương thiện, lòng nhân hậu, hay lo cho người khác, có tinh thần trách nhiệm. Thế mới xứng sao Tử Vi đóng chính cung mệnh chứ. À mà mình cũng ăn rồi, cũng tại mình cho thằng Quỳ đổi trực về, lộ chuyện ra các bố trẻ khoa khác còn cười vào mũi cho, cái tội tham ăn bị trẻ con kéo tai. Ô mà sao thằng Quân tự nhiên lại hết nói lắp thế nhỉ? Hay là tại nó ăn luôn cái đuôi nhỏ của con chó đực thật nhỉ? Chúng mày ở dưới suối mãi được à? Tao hứa danh dự tha tội cho cả lũ, về nhanh còn đi đá bóng với vệ 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 binh. Ừ. Sao Tử Vi đóng cung chính mệnh? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện Sao Tử Vi đóng cung chính mệnh của tác giả Nguyễn Trọng Quỳnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.